Xin chào các bạn, tôi tên Nguyễn Phi Nga, là đại diện của phòng đào tạo công ty Clean Up Joy Stop Company. Hôm nay xin hướng dẫn các bạn cách lấy link và mở account tài khoản mới cho các thành viên mới của các bạn. Các bạn vào một trình duyệt Internet bất kỳ, giả dụ như là trình duyệt tôi mở đây là Cốc Cốc. Các bạn gõ idvn.glinkart.com, Enter. Vâng, đánh tên đăng nhập của các bạn. Mật khẩu. Gõ đăng nhập. Đây là giao diện trong ID của các bạn. Các bạn vào phần cá nhân. Lấy mã giới thiệu. Vâng, đây chính là link giới thiệu của các bạn. Các bạn cũng có thể lấy cái link này để gửi cho khách hàng hoặc là nhà đầu tư mới để người ta tự đăng ký cũng được. Các bạn gõ chữ sao chép, mở một tab mới và dán link vào đây ạ. Gõ Enter. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký. Username là cái tên tài khoản mà các bạn muốn nó mặc định hiển thị ạ. Password là mật khẩu. Các bạn lưu ý khi chúng ta đánh mật khẩu thì mật khẩu ít nhất phải có 8 ký tự và bao gồm chữ cái và cả con số. Ví dụ tôi gõ 1 2 3 4 5 6 7 8. A. À, xác nhận lại mật khẩu, chúng ta đánh như lại vậy ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8. A. 1 2 3 4 5 6 7 8. A. Đây là mật khẩu giao dịch, chúng ta cũng xác nhận giống như là mật khẩu bình thường ở trên. 1 2 3 4 5 6 7 8. A. Full name, tên đầy đủ của cái người được đăng ký. Email. Đây chính là link giao dịch của các bạn, link giới thiệu của các bạn, nó mặc định là cái ID của các bạn rồi. Đổi tên nước, các bạn chọn Việt Nam. Gõ điện thoại của mình. Vâng ạ. Ấn Submit. Người ta hỏi là các bạn đã chắc chắn chưa? Các bạn ấn OK. Vâng. Họ cho biết là đã thành công, success là đã thành công. Các bạn ấn OK. Vâng, như vậy là đã hoàn thành việc đăng ký link, đăng ký ID mới cho cái nhân thành viên mới của các bạn. Các bạn có thể gõ lưu mật khẩu hoặc không lưu. Vâng, và các bạn sẽ gửi cái tên username cộng với password của các bạn để gửi cho người mới của mình để người ta vào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.